Ngày 15 tháng 3, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh thông báo bước đầu về nguyên nhân gây ra vụ cháy tại nhà xe tạm giữ công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 18 giờ ngày mùng 9 tháng 3, làm 232 mô tô cùng một số vật dụng tại khu vực nhà để xe tạm giữ trong trụ sở công an huyện Tánh Linh bị thiêu dụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Bước đầu xác định vụ cháy xảy ra do sự bất cẩn của một chiến sĩ công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại công an huyện Tánh Linh thời điểm trên khi một chiến sĩ công an vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ và thực hiện việc hút xăng ra khỏi bình để đưa vào bảo quản theo quy trình thì một chiến sĩ công an khác đi từ bên ngoài vào đã vứt tàn thuốc vừa hút xong thời điểm có gió mạnh nên đã thổi tàn thuốc bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng nên dẫn đến vụ cháy công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện tánh linh thực hiện bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo đúng quy định của pháp luật Trước đó, theo thông tin đã đưa, vào khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 3, kho tạm giữ xe mô tô từ các vụ vi phạm hành chính của Công an huyện Tánh Linh bất ngờ bị bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an huyện Tánh Linh đã huy động cán bộ, chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy, đồng thời báo cáo Công an tỉnh điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Đức Linh đến hiện trường. Cùng với đó, lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy từ thành phố Phan Thiết cũng được huy động hỗ trợ chữa cháy. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Tối 14 tháng 3, ông Nguyễn Sĩ Nam, tri cục trưởng tri cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông PHP, sinh năm 1984, người dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau khi xảy ra va chạm giao thông. Ông Nguyễn Sĩ Nam cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với ông PHP để chờ kết luận điều tra của cơ quan công an. Ngoài ra, đây cũng là hình thức xử lý bước đầu. Sau khi có kết luận của cơ quan công an thì chúng tôi sẽ có phương án xử lý tiếp theo. Như đã thông tin trước đó, khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 3, tại vòng xuyến ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh Nghệ An, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và ô tô. Vào thời điểm trên, ông PHP lái xe máy biển kiểm soát 37N96899 đi vào vòng xuyến thì va chạm giao thông với ô tô biển kiểm soát 37A243XX do một nữ quân nhân cầm lái khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã, ông PHP lập tức cởi mũ bảo hiểm, đập vỡ kính lái của ô tô rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái ô tô. Toàn bộ hành động của nam thanh niên này được người tham gia giao thông quay lại và đăng trên mạng xã hội. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 thuộc Bộ Quốc phòng đã thống nhất điều chuyển công tác đối với bà LTN, thiếu tá 42 tuổi, chú tổ 8, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đang công tác tại Bệnh viện Quân y 211 đến nơi công tác khác. Hiện quân đoàn 3 cũng đã chỉ đạo bệnh viện quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên vi phạm. Trước đó vào tối 29 tháng 2, trên đường Phan Đình Phùng ở phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, công an thành phố Pleiku kiểm tra, phát hiện bà N chạy ô tô biển kiểm soát 81A 32333 mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,699 mg trên 1 lít khí thở, không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe thời điểm dừng kiểm tra nồng độ cồn, bà N nhiều lần gọi điện thoại và đề nghị tổ kiểm tra bỏ qua vi phạm nhưng không được. Đến ngày 5 tháng 3, bà N đến trụ sở công an thành phố Pleiku xuất trình một giấy đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 81A 32333 do ông NTP làm chủ sở hữu và một giấy phép lái xe hạng B2 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cấp ngày 10 tháng 9 năm 2020. Trước vi phạm trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng, tước bằng lái hạng B2 thời hạn 23 tháng đối với bà N. Liên quan vụ việc nợ tín dụng từ 8,5 triệu đồng lên hơn 8,8 tỷ đồng sau gần 11 năm gây xôn xao dư luận, anh PHA, chú tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, vị khách hàng trong thông báo nhắc trả nợ của Exim Bank khẳng định bản thân cũng là bị hại trong vụ việc này. Anh PHA cho biết mình không hề vay tín dụng số tiền 8,5 triệu đồng tại ngân hàng Exim Bank chi nhánh Quảng Ninh. Theo anh HA, năm 2012, qua một người bạn nên anh nhờ một nam nhân viên không nhớ danh tính của ngân hàng Exim Bank chi nhánh Quảng Ninh làm thẻ tín dụng. Lúc này, nam nhân viên ngân hàng yêu cầu anh ký trước vào hợp đồng mở thẻ và nhận thẻ. Sau đó, anh này đưa cho anh HA một chiếc thẻ thường với lý do thẻ tín dụng đang gặp trục trặc. Bẵng đi sau hơn 4 năm, khi đó anh có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì mới tá hỏa biết bản thân đang có nợ xấu bên Exim Bank. Vì vậy, anh chủ động đến chi nhánh Exim Quảng Ninh để xác minh và ban giám đốc chi nhánh ngân hàng thông báo trách nhiệm là của anh HA do đã ký nhận thẻ. Quá bất ngờ, anh HA yêu cầu được xem lại hồ sơ mở thẻ tín dụng và sao kê chi tiết. Trong nội dung sao kê, thẻ tín dụng của anh HA đã từng vay tiền để mua một chiếc điện thoại với giá hơn 9 triệu đồng. Theo anh HA, chữ ký trong sao kê không giống chữ ký của mình trong hồ sơ mở thẻ. Hơn nữa, trong sao kê ngân hàng có hai lần đã trả lãi trong vòng 2 tháng. Việc này anh HA khẳng định là không biết một điều nữa trong hồ sơ mở thẻ có hai số điện thoại một của anh ha và một số lạ khác sau đó số điện thoại lạ kia đã không còn được sử dụng nam nhân viên ngân hàng trước đó hỗ trợ mở thẻ đã nghỉ việc đến nay không rõ địa chỉ anh ha thắc mắc tại sao khi thấy có nợ xấu thì ngân hàng lại không thông báo ngay thời điểm đó anh ha cho biết mặc dù là người bị hại nhưng không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân nên tôi có nhu cầu khắc phục hậu quả số tiền nợ nhưng ngân hàng không đồng ý và yêu cầu tôi trả cả gốc lẫn lãi mà thẻ tiến dụng đó đã vay từ năm 2016 đến nay, phía ngân hàng Exim Bank chi nhánh Quảng Ninh và anh HA đã gặp trực tiếp rất nhiều lần để giải quyết nhưng không có tiếng nói chung. Anh HA cho biết thêm, phía ngân hàng yêu cầu về địa phương xin xác nhận một đơn nội dung không có khả năng chi trả. Anh HA không đồng ý vì lý do nếu xin đơn đó thì đồng nghĩa với việc anh HA là người lừa đảo. Cũng theo anh HA, phía ngân hàng cũng không cho anh biết phương thức tính lãi ra sao. Khi từ 8,5 triệu đồng mà lên tới hơn 8 tỷ đồng, anh HA cho hay, năm 2023, Phía ngân hàng SCBank chi nhánh Quảng Ninh có gửi công văn nhắc nợ tôi với số tiền phải trả là hơn 8,8 tỷ đồng, nếu không sẽ bị khởi kiện. Tôi cũng muốn làm rõ việc này vì bản thân không biết thẻ tín dụng đó tồn tại và việc ai dùng thẻ đó để vay tiền rồi bắt tôi chịu trách nhiệm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết, ngày 14 tháng 3 đã nhận được thông tin về vụ nghi ngộ độc cơm gà tại quán cơm gà Châm Anh trên đường Bà Triệu thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, làm nhiều người bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt phải nhập viện điều trị. Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn số 476 ATTP NDTT đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ngay các cơ sở y tế trên địa bàn tích cực điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị tạm thời đình chỉ cơ sở nghi gây ngộ độc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm chuyển tới đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định gần nhất để xét nghiệm, điều tra, xác định rõ nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm. Việc này nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn sử dụng thực phẩm, khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ. Báo cáo kết quả triển khai về cục an toàn thực phẩm theo quy định. Trước đó tối ngày 13 tháng 3, nhiều người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh. Tính đến 15 giờ ngày 14 tháng 3, đã ghi nhận 222 ca nhập viện liên quan đến quán cơm gà Trâm Anh, đường 3 Triệu, thành phố Nha Trang. Các bệnh nhân nhập viện ở 11 cơ sở y tế trên địa bàn, trong đó số ca nhập viện điều trị là 157 ca, 55 ca kê đơn cho về theo dõi ngoại trú, có 2 ca xuất viện và số ca đang điều trị là 155 ca. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang là nơi có đông bệnh nhân điều trị nhất với 45 bệnh nhân. Bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đánh giá, các ca bệnh hiện đáp ứng tốt với hướng điều trị, các cơ sở y tế đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, hiện đang chờ kết quả nuôi cấy. Kết quả cấy phân ban đầu tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang của hai bệnh nhân nhi có liên quan đến quán cơm gà cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Sở y tế chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục theo dõi bệnh nhân đang điều trị, cập nhật trường hợp thu dung mới và chia sẻ kết quả xét nghiệm kháng sinh đồ để định hướng công tác điều trị tiếp theo.